Em xin chào tất cả anh em ha. Em chào mừng anh em đến với kênh Tin Chắc Đức Thắng đây nè. Em với Tiền, cháu này tên Chiến. Lên tiếp cho anh em một cái con NF50. Cái này là bê tông 75 ly nha anh em. Là nó tương đương với cái máy D6 mình đó. À, ngoại hình thì em vô chi tiết em quay cho anh em mình coi ha. Em cũng có nói rõ mấy video trước là vì lý do mấy anh em ở xa. Em sẽ cố gắng quay những cái điểm mà nó quan trọng nhất trong cái máy mình cho anh em mình coi thật là kỹ ha. Mà chắc chắn với anh em là máy sau em sẽ báo hiện trạng gì, không để anh em mình đặt niềm tin vô em mà nó bị sai lệch tí nào đó ha. Rồi em sẽ vô quay chi tiết cho anh em mình coi. Cái này là máy mới về anh em, 4 chân nền chưa mở ra. Bộ khóa dầu này là nguyên si nè, bóng bóng nhớt kim nè, mặt cam thì hoàn toàn là không, em không có đụng chạm. Bô e bô lửa thì nguyên si, cái này thì nó hơi mất nhẹ tí xíu anh em, nhưng mà cái này nó cũng không ảnh hưởng gì tới cái máy luôn. Và đặc biệt ở chỗ anh em quan tâm nhất là nắp thì lắp nè, là máy này là không có mở cụm bét cái gì hết trơn, là nó nguyên si luôn á, nguyên bản. Bô lửa bô e anh em nhìn nè, nó còn rất là dày, rất là chắc. Còn em quay cái nắp phi láp cho anh em mình dòm ha. Nắp phi láp là còn khá đẹp, nó theo với cái thời gian với cái máy này nè. Máy này thì em nhìn cái góc độ em nhìn thì nó cũng chạy xước cũng hơi nhiều anh em, nếu anh em nào kỹ thì mua về xịt chậm thêm, còn nếu không thấy không quan trọng thì anh em cứ giữ xài không ảnh hưởng gì hết. Còn số series của máy này là 005 628 005628 là số series của máy này. Rồi để em nhờ hai đứa cháu test hàng cho anh em cũng như bà con cô bác mình coi nha. Em quyết định là không có để mấy đứa cháu này nó dụ em, nó đợi em quay ngay chân phía sau cái ống khói, cái nó quay cái nó giống ra lên cái mặt em giống như quái luôn. Qua nay em dứt khoát là không có để mấy đứa cháu này nó dụ em nữa. Còn mấy này giờ nó lên cơ đây, nơi nào nó cũng biết làm nó dụ hết trơn. Cái này anh em nhớ lưu ý về chạy vô đây thêm em, bị mấy này là mấy bãi tụi em chỉ làm cho nó chạy thôi. Em giờ bữa nay là còn thợ nhí nhí nè, tài tiền chuyển tiền tài, anh em gửi anh đi vậy đó. Nhưng mà nó cũng có một điểm yếu nên anh em tí xíu nên sẽ báo anh em một cái điểm yếu đó. Có khách gọi tới anh em ơi, em sẽ báo giá sớm cho anh em ha, hy vọng là cuộc gọi nó không có bị nhảy ra. Là cái máy này em cũng thông báo luôn là máy này nó lủng bình dầu, nhưng mà em nghe báo là ở trong rất là đẹp. Rồi bên em sẽ hàng lại cho anh em mình ha. Cái giá của máy này em bán cho anh em là 3,5 triệu, là bao gồm em có hàng cái thùng dầu anh em rồi. Còn phí ship của máy này em tính anh em là 3,5 triệu nha anh em. Máy này là em giá em bao gồm là máy đã hàng cái thùng dầu rồi là 3,5 triệu, phí ship 3,5 triệu. Còn phương thức thanh toán bên em thì rất đơn giản ha, anh em cọc cái tiền phí ship, còn lại là anh em nhận hàng kiểm tra số series
đổ nhất vô rồi anh em test máy ha. Đặc biệt đối với những dòng máy bẫy này thì anh em nên rửa cái bọng cho nó thiệt là sạch. Rồi anh em đổ nhất tốt vô thì thời gian mình sử dụng nó sẽ dài hơn anh em. Đây số series của máy này em xin gọi đây lần nữa ha, 005628 là số series của NS50 này. Cái này anh em bơm nước là tuyệt vời luôn anh em, nhẹ quay, nhạy nổ, bền bỉ với thời gian. Anh em nhớ là về rửa nghe nè, rửa cái bộ lọc dầu, rửa cái bọng càng tốt. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây ha. Em rất mong nhận được sự ủng hộ cũng như là đóng góp ý kiến của bà con cô bác gần xa. Còn anh em nếu mà cần thêm thông tin về bên máy nổ bên cửa hàng Đức Thắng thì nhờ anh em vào kênh Tin Sắt Đức Thắng đăng ký giùm em nha. Để khi em có đăng một cái sản phẩm nào lên thì anh em sẽ có được cái thông báo sớm nhất để lựa chọn cho mình cái máy mà mình cảm thấy mình ưng ý, vừa bụng vừa túi tiền. Cảm ơn anh em, cảm ơn tụi con nha, cảm ơn bao thời nhí, chào anh em.